Thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chuyên mục Xứng danh thành phố. Công nhân đi làm xa nhà, phần lớn trong số họ đều phải đối mặt với bao lo toan, từ tiền nhà trọ, chi phí điện nước cho đến an ninh nơi ở. Tìm được một phòng trọ sạch sẽ, thoáng mát đã khó. Tìm được một bà chủ nhà trọ đầy nghĩa tình lại càng khó hơn. Những công nhân đang sống trong khu nhà trọ của bà Lê Thị Thanh Hoa tại số 37 Xuyệt 3, đường số 9, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức là một trong số những người xa quê gặp may mắn đó. Em ở đây được 5 năm rồi, nên là ông bà chủ tốt bụng nên là em chưa, vợ chồng em chưa muốn đi, là thích ở đây hơn. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chuyên mục Xứng danh thành phố. Thưa quý vị, đối với bạn bè đồng nghiệp thì cô Lê Thị Thanh Hoa là một người phụ nữ cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Hàng ngày cô chu toàn việc của gia đình và vai trò của mình tại Hội Phụ Nữ, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Thế nhưng nếu như chỉ dừng lại ở đó thì cô đã không được tuyên dương tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước. Nhiệm vụ của cô chính là quản lý 32 phòng trọ cho thuê giá rẻ dành cho công nhân, giúp cho đời sống tinh thần và vật chất của họ bớt phần khó khăn khi xa nhà. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với cô Lê Thị Thanh Hoa nhé. Hà Trinh xin chào cô Thanh Hoa đã cùng đến với chương trình thành phố hôm nay ạ. Dạ, con chào Hà Trinh và tất cả quý vị khán giả. Đúng như Hà Trinh dự đoán thì cô Thanh Hoa ở ngoài rất là gần gũi và dễ mến. Và không biết là trong chủ đề ngày hôm nay là về cái công việc của mình á, cô cũng chia sẻ thêm về cái dãy phòng trọ mình đang cho thuê không? Nhà trọ của cô thì gồm 32 phòng, thì hình chữ U, nhà cô đằng giữa bên phải một dãy, bên trái một dãy và đằng sau một dãy. 32 phòng như vậy thì thường mình sẽ cho thuê được bao nhiêu người hả cô? Cao nhất á, là nguyên một gia đình là hai đứa con, hai vợ chồng, và thấp nhất là hai người một vợ một chồng. Dạ, từ 2 đến 4 người ở một phòng. Một phòng như vậy thì khoảng bao nhiêu mét vuông cô nhỉ? Một phòng là diện tích là 15 mét vuông. Ở trên có một cái gác xếp và nhà thì lát bằng gạch men. Hà Trinh hỏi nhỏ cái này là khoảng bao nhiêu tiền tháng vậy cô? Từ 2007 tới giờ là vẫn 700 chứ không có tăng giá. 700 ngàn? À, 700. Bao luôn điện nước luôn cô hả? Điện nước thì đối với điện á, thì có điện lực cô xin định mức cho công nhân nhà trọ với giá ban đầu đó có 200 rồi lên 400-600, còn hiện bây giờ tới 2016 bây giờ là 1.800 một ký. Nhưng mà tại sao mình lại không tăng giá từ năm 2007 đến nay hả cô? Tại vì cô nghĩ rằng là cô cùng hoàn cảnh cô lúc đầu cũng khó khăn, cho nên cô cũng chia sẻ với công nhân xa quê hương, cô không có tăng giá. Điện thì điện lực công ty điện lực cho đến mức, nước thì cô theo gia đình cô xài làm sao thì cô chia sẻ với công nhân nhà trọ như vậy. Trọ cô qua có cái ban tự quản đó, cho nên giúp đỡ vấn đề trật tự khá nhiều. Từ khi mà cái nhà trọ này được công nhận là nhà trọ văn hóa rồi đó thì rất yên ổn. Lỡ khó khăn quá cái tháng đó mấy anh chị công nhân nói thôi bây giờ cho xin khất mấy tháng thì lúc đó mình tính sao cô? À, cái trường hợp này cũng có rất nhiều, tại vì có những công nhân là hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên phải cho thiếu lại phòng trọ. Có những công nhân cô cho thiếu từ 3 đến 4 tháng để cái số tiền đó gửi về phụ giúp gia đình. Có những gia đình là gặp những khó khăn là mẹ, cha mẹ gặp cái bệnh hiểm nghèo, hoặc là có những công nhân là đi làm mà không có phương tiện á, thì cô sẽ cho mượn tiền vào để mua những cái phương tiện để đi làm. Hoặc có những công nhân mà đưa ba mẹ vào đây để giữ cháu thì thời gian đó cô sẽ cho mượn một số vốn ít nhất là 5 triệu hoặc là 10 triệu để đi lấy những cái mặt hàng để bạn này kiếm thêm đồng tiền. 32 phòng mà nhân lên từ 2 đến 4 người một phòng, bị chi chắc cũng nhiều. 100 mấy người vậy mình quản lý an ninh trật tự có ổn không ạ? Đối với công nhân nhà trọ thì rất là hiền cho nên cô không có cần gì quản lý, cứ tiền phòng trọ cứ đến tháng là công nhân đưa lên cho cô, không có đi gõ từng phòng mà đòi tiền phòng trọ. Và đối với an ninh trật tự, cái địa bàn của cô là không bao giờ mà mất cắp. Trên tưởng tượng là giống như mình đã xây dựng nên một cái gia đình riêng, một cái đại gia đình với rất nhiều thành viên mà cực kỳ an toàn và hạnh phúc, đúng không cô ạ? Và thưa quý vị trò chuyện nãy giờ với cô Thanh Hoa cũng thấy là một người phụ nữ rất là dễ mến, với nụ cười rất là thân thiện và một trái tim ấm áp nữa, bởi vì không chỉ là
cô mở ra phòng trọ giá rẻ cho các anh chị em công nhân, mà cô còn giúp đỡ thêm cho họ về nhiều mặt đời sống tinh thần. Tại dãy nhà trọ này, cách đây vài năm, ông Trịnh Văn Nhuận quê Trà Vinh bị tai nạn giao thông, dẫn đến liệt đôi chân. Khó khăn về sức khỏe cũng như tài chính khiến ông không thể làm công nhân và nhiều lần muốn về quê. Bà Hoa biết chuyện đã cùng với các công nhân trong dãy trọ hùng tiền giúp ông lo thuốc thang, động viên ông đi bán vé số mưu sinh. Giữa cơn hoạn nạn, gặp được người giúp đỡ, ông Nhuận lúc nào cũng nhớ đến ân tình của người chủ nhà trọ tốt bụng. Tiền nhà trọ không có đóng thì chủ nhà trọ của Hoa cũng cho tôi thiếu lại, khi nào có thì đóng. Giá tiền nhà trọ thì cô Hoa cũng lấy cũng nới hơn là mấy phòng kia. Đó. Rồi những cái phần từ thiện ở đâu cho thì cũng xin giấy về để cho tôi đi lãnh phần quà. Hà Trinh thấy là tiếng lành đồn xa thì càng ngày sẽ có càng nhiều người đến để mà nhờ thuê phòng trọ. Cô thì cũng rất là tốt bụng, không chỉ là giúp đỡ cho người ta với cái giá tiền ổn định khi thuê nhà, mà bên cạnh đó còn giúp đỡ thêm nhiều mặt. Ví dụ như là Trinh thấy là còn có tổ chức đám cưới nữa. Cái việc này như thế nào hả cô? Cô tổ chức đám cưới cho công nhân nhà trọ gặp những hoàn cảnh khó khăn, không có cái kinh phí để mà đi ra nhà hàng, thì cô cho mượn mặt bằng của cô. Tại vì mặt bằng của cô rất là tiện lợi, có mặt bằng rộng rãi thoải mái. Là ở ngay cái khu đó luôn hả cô? Cùng khu nhà trọ cô luôn. Cô sẽ dành một cái sân cho công nhân nhà trọ vui chơi. Cô đứng lên làm chủ hôn thay mặt ba mẹ các em công nhân nhà trọ xa quê hương. Có những em là mất cha mất mẹ cả. Có những cặp mà có cha mẹ ngoài quê vào thì cô sẽ liên hệ cả cái nhà hàng đó, là không một đặt tiền cọc trước. Rồi có những công nhân họ nhờ cô là cô hai cô chọn món cho con. Cho nên có những cặp đám cưới cô thấy rất là hạnh phúc. Chị ngay công nhân nó nói là đám cưới của tụi con ở đây hơn ở nhà nữa. Đám cưới xong là cô sẽ tư vấn thêm, là cô nói thế giờ cả con ở đây thì cô sẽ nhập KT3 cho cả con. Đến khi cả con là sanh con ra thì có KT3 và nhập học rất là dễ dàng. Sau khi mà mình kết hôn xong rồi thì các anh chị xây dựng gia đình là vẫn ở nhà trọ luôn cô hả? À, vẫn thuê đó. Rồi có những em thì sanh con ra thì không có chỗ giữ nhà trẻ. Em bé mới có 5-6 tháng là phải đi làm rồi. Thì cô liên hệ những cái nhà trẻ nào mà an toàn nhất, sạch sẽ nhất, cô sẽ đưa đến đó gửi. Thương công nhân nghèo không có nhiều điều kiện giải trí, bà Hoa đã nảy ra nhiều sáng kiến tổ chức hát karaoke vào mỗi tối cuối tuần để mọi người cùng hát cho nhau nghe. Ban đầu, bà dùng chính dàn karaoke ở nhà mình để phục vụ mọi người. Sau một thời gian, nhận thấy hoạt động này mang lại nhiều hữu ích cho công nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thủ Đức đã tặng bà một đầu karaoke khác. Những lúc như thế này, khoảng cách giữa bà chủ nhà trọ và các công nhân dường như không còn nữa. Trong hoàn cảnh giá cả không ngừng leo thang, việc tổ chức hát karaoke thực sự mang lại một nguồn giải trí lành mạnh, đồng thời cũng phần nào tiết kiệm cho các anh chị em xóm nghèo. Mình có được phường tặng cho cái dàn karaoke, xong rồi cô sung vào quỹ luôn để cho mọi người hát chung với nhau. Đúng rồi. Thì những cái lúc đó là thường là những lúc nào họ sinh hoạt chung hả cô ha? Cô quy định là tối thứ bảy hoặc chủ nhật, nhưng mà các em các ngày lễ các em qua mở karaoke, rồi cô tổ chức là cho các em là thi những em nào điểm cao nhất do trên màn hình nó chậm á thì được giải thưởng. Từ đó là các em thi nhau mà hát. Từ đó phát hiện được nhiều tài năng ca hát không cô? Có nhiều tài năng ca hát, cho nên vừa rồi có những năm mà phụ nữ hoặc là liên đoàn lao động có tổ chức thi dòng ca hát hay cho công nhân nhà trọ thì có những em cũng đạt giải nhất. Ngoài cái hoạt động hát karaoke vui chơi giải trí còn nhiều hoạt động nữa đúng không cô? Có tủ sách báo thì các em lại đọc sách báo. Mỗi lúc các em mà nghỉ ngơi đó thì qua đọc sách báo. Cho nên cô thấy là rất là tiện lợi. Thứ nhất là các em đi làm về không có đi ra ngoài đường để mà cà phê, cà pháo ở ngoài đường nữa. Theo cô quan sát thì thật sự thì với các anh em công nhân xa nhà, cái nỗi buồn lớn nhất của họ là gì hả cô? Những cái dịp Tết á, cái các em không về quê được thì cô có tổ chức là Tết cho công nhân nhà trọ. Có những em ngồi khóc, cái cô tới động viên, cô nói thôi con đừng khóc. Tại vì gia đình hoàn cảnh khó khăn con không về được thì con ở lại đây ăn Tết cùng gia đình cô. Tại sao mình lại ngày mình ngồi mình nghĩ ra nhiều thật nhiều hoạt động như vậy à? Hồi xưa bản thân cô cũng là học sinh nghèo, từ cái khó khăn mà cô vươn lên thì bây giờ cô nghĩ rằng mình thương công nhân cũng giống như bản thân mình hồi xưa. Thế thì có cái kỷ niệm nào bây giờ mình nghĩ lại mình vẫn còn thấy ấm áp
và nhớ hoài không cô? Tại vì nhà cô tiền là có một cái tủ thùng thư góp ý đó, thì các em đều là góp những cái lá thư nhỏ nhỏ bỏ vào trong thùng, thì cô cảm nhận thấy có những cái lá thư rất là có lòng, thì sau đây cô cũng đọc lại những cái lá thư nhỏ nhỏ cho tất cả khán giả nghe. Dạ, Hà Trinh cũng tò mò, không biết là các anh chị em công nhân đang chia sẻ điều gì trong thư đó. Đâu, cô xin đọc. Dạ, mời cô. Cô chủ ơi, qua những ngày con sống bên cô thật là ấm áp, tình cảm đong đầy. Con không bao giờ quên được tấm lòng của gia đình cô như là biển cả, đã giúp cho con vượt qua mọi khó khăn khi xa quê hương vào làm ăn sinh sống. Xa quê hương nhớ mẹ hiền, nhưng bây giờ đã có người mẹ thứ hai của con là cô Hoa. Gần 20. Là nếu mà Trinh có thuê nhà trọ đó, cô không gọi là bà chủ đâu, thì gọi là má hay là mẹ, hay là mẹ nuôi, đúng không? Thường là người ta gọi cô là gì ạ? Người ta gọi là má Hoa, người mẹ thứ hai của con. Lúc mình nghe về mình cảm thấy thế nào cô hả? Lúc mà cô nghe vào cô cảm thấy cô cảm động lắm. Với tất cả những điều mình đã làm cho các anh chị em công nhân, hẳn là cũng không cần phải đền đáp gì nhiều. Chỉ mong các bạn trở thành những người có ích cho xã hội. Đúng rồi. Ngoài ra thì cô còn có tâm nguyện gì nữa? Ở nhà trò cô thì rất là nhiều con em là thị cỡ thiếu nhi, cho nên là tâm nguyện của cô rằng là cô muốn rằng là các em đó hòa đồng với là địa phương. Như vừa rồi thì có những con em công nhân nhà trò đã thi tiếng hát của thiếu nhi đó, là cũng được lên thành phố, cũng được giải ba. Dạ. Cô cái đó cô rất là vui mừng khi cô đã tạo cho được những em đó là phát triển lên. Chị nghe những em đó này, nó nói cô này chứ, bà ơi, đang kêu bà ơi, con rất cảm ơn bà, bà đưa con đi thi thành phố, con được giải ba, con mừng lắm. Thưa quý vị, qua phần trò chuyện với cô Hoa rất là chân tình vừa rồi, hy vọng quý vị có thể thấy được rằng tuy xa quê nhưng những người anh chị em công nhân xa nhà vẫn luôn cảm thấy ấm áp với lối sống đậm nghĩa tình của người dân thành phố. Và chỉ là một hành động nhỏ nhưng hy vọng rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra và chúng ta sẽ có một cuộc sống thật là năng động, hạnh phúc và an toàn. Xin cảm ơn cô Hoa. Và tới đây cô cũng xin chào Hà Trinh và chào tất cả khán giả.